Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là vùng bên Phan Đình Phùng, ngay đường Châu Văn Liêm, cũng là đường Tổng Đốc Phương ngày xưa. Và đi theo hướng này đó là con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa, cũng là đường Châu Văn Liêm ngày nay. Và thời gian thấm thoát cũng đã hết một năm rồi. Và hôm nay gần đến ngày Noel rồi, Tết Tây sắp đến, bước sang năm 2020 rồi. Thì đây cũng là cái cơ hội để cho chúng ta có dịp trang trí nhà cửa, rồi đi chợ mua sắm, rồi nhìn ngắm phố phường những ngày lễ hội. Và hôm nay bữa giờ chúng ta cũng xem những cái hình ảnh trang trí ở các siêu thị, các con đường, các tòa nhà và những hình ảnh Noel. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi về một cái nơi mà chuyên bán về những cái phụ liệu để trang trí nè, đó là con đường Hải Thượng Lãn Ông. Và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi qua cầu Già Và theo hướng bên cánh phải, và đi thẳng bên cánh trái thì chúng ta sẽ đi ra cái bên Lê Quang Liêm, bên Trần Văn Kiểu ngày xưa đó. Và ngay đây là đại lộ Võ Văn Kiệt đó ha. Và bên cánh trái nữa chúng ta thấy đó là bưu điện Chợ Lớn, bưu điện trung tâm quận 5, bưu điện Châu Văn Liêm, bưu vướng bởi cây cột điện rồi. Và Sài Gòn bây giờ là hơn 12 giờ trưa. Sẵn em có việc đi Chợ Lớn rồi, em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng rảo bước một vòng ở con đường Hải Thượng Lãn Ông để mình xem những hình ảnh ở đây như thế nào ha. Và theo hướng này là con đường Hải Thượng Lãn Ông nè, cũng là con đường Khổng Tử ngày xưa. Chúng ta sẽ đi qua đường nha, xe rất là đông. Rồi chúng ta sẽ đi bên đây đi, bên đây rồi mình vòng qua bên kia sao. Mình đi bộ theo hướng này mình dễ nhìn hơn nè. Ở đây có bán tập viết nè, văn phòng phẩm. Thằng này nếu các anh chị và các bạn ở các tỉnh chúng ta muốn mua những cái gì giá sỉ thì mình ra đây ha. Ở đây cái gì cũng có, ngay cả hoa kiển cũng có nè. Rất nhiều cửa hàng bán những cái đồ trang trí này nè, bán theo giá sỉ cũng có mà giá lẻ cũng có, mình mua về bán cũng được nữa nè. Hoặc là mình mua về trang trí. Một màu đỏ tươi. Mình ra đây là mình thấy không khí Tết cận kề. Rất là nhiều cái đồ trang trí Noel. Xong cái tới Tết Tây nè. Thường thì ở Sài Gòn trang trí vào tháng 12 này và sẽ đến hết Tết Tây, rồi xong cái thêm cái Tết Ta nữa. Chúng ta có mặt ở đây là đường Nguyễn An Khương và Hải Thượng Lãn Ông nè. Bây giờ là trưa rồi nên có một số cửa hàng người ta nghỉ bán, nhưng mà ở đây nghỉ thì không có đóng cửa ha, lúc nào cũng có người túc trực, chỉ có điều là giảm lượng khách hàng thôi. Nghỉ trưa để ăn trưa, để ăn cơm rồi tiếp tục làm việc sau một tiếng nữa. Tôi tắt nhà tôi nào.
ở đây quá trời luôn, đèn ngôi sao nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Nhìn thấy nôn nao chưa? Bọn ta nhìn bên kia đường nè. Và con đường Hải Thượng Lãng Ông này không có dài. Nhìn bên kia và dịp này cũng là cái dịp để mở ra cơ hội buôn bán cho rất nhiều anh chị tiểu thương ở ngoài chợ, và đồng thời cũng là dịp để bà con mình ở xa đi về quê hương để chung vui cùng với gia đình. Và nếu các anh chị chưa có dịp về thì hôm nay những cái hình ảnh này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Nếu ta chưa có dịp về thì mình sẽ nhìn ngắm phố phường thông qua màn hình, màn ảnh nhỏ để mình thấy được cái không khí Tết ở cái quê hương. Dù sao thì quê hương vẫn là chùm khế ngọt, thì có xưa mới có nay. Trải qua biết bao đổi thay thì con đường này vẫn giữ nguyên cái sứ mệnh bán đồ, bán đồ trang trí. Và mình đi thẳng lên kia đó là chợ Kim Biên. Và hôm nay Sài Gòn xe xe là khí trời mát mẻ, rất là thích hợp để chúng ta đi dạo ngắm cảnh và xem phố phường. Ở đây có hình người tuyết. Rất là nhiều luôn. Này bằng mút không anh? Rồi dây kim tuyến nữa nè. Sẵn đây các anh chị và các bạn, nếu mà ai chưa trang trí nhà thì mình thể ra đây ha, ra đây để sắm cho mình những cái bộ sưu tập theo chủ đề trang trí Noel. Còn đây là đường Phùng Hưng. Mình ra đây mà thấy không khí nhộn nhịp hẳn lên. Nhìn qua bên kia đó là đình Ông Bổn ngày nay, với một cái tông màu rất là cũ nhưng mà kiến trúc vẫn như ngày xưa, mang đậm cái dấu ấn của Sài Gòn chợ lớn. Và chúng ta nhìn bên kia đó là đường Phùng Hưng đi ra chợ chợ Phùng Hưng đó ha. Và cặp theo bên cánh trái đó là đình Ông Bổn. Rồi mình nhìn lại con đường mình vừa đi qua lúc nãy nè. Biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị và các bạn lại có được những kỷ niệm ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn. Mình có dịp, bây giờ mình có dịp nhìn lại ha. Và cũng là những hình ảnh tham khảo để các anh chị, nếu những ai chưa biết về con đường Hải Thượng Lãng Ông này, thì hôm nay có dịp chúng ta sẽ tham khảo ở đây và biết ở đây bán những gì. Chiều nay thì có một cái trận đá banh Việt Nam trong trận SEA Games này nên bữa nay cờ bán ngoài đường quá trời luôn. Ở đây nè.
hộp quà nữa nè, những cái rổ để cắm hoa rất là nhiều, những cái giỏ hoa ở đây chuyên bán giỏ hoa nè. Giỏ hoa tre với tre nữa. Cái bội những cái lá mang sắc thái của mùa đông, lá đủ màu á. Đây những hình ông già Noel cũng lớn đó nè, nhà cao cửa rộng, chất đầy kho hàng. Dây kim tuyến rồi những câu liễn nữa nè, liễn chúc mừng năm mới. Xe bán khoai, chị bán khoai luộc, chuối luộc, chuối nước. Ủa em đi nước thì cảm ơn chị. Ở đây là bánh tráng trộn, khô gà, bánh cơm trái. Ngập trời luôn ha. Và ở khu chợ lớn này có rất là nhiều cái nhà xưa, nhà cổ của những cái doanh nhân nổi tiếng ngày xưa, như nhà của Quách Đàm. Nhà Quách Đàm thì ở đoạn kia, ông mà xây nên cái chợ Bình Tây ngày nay. Cũng nằm trên con đường Hải Thượng Lãn Ông này luôn nè, nhưng mà nằm ở đoạn gần với hình như là gần với cái Trần Quang Kiểu. Rất nhiều luôn. Bên đây là đồ chơi để chiều nay nếu mà Việt Nam thắng thì sẽ thổi kèn tổ tí tay ở ngoài đường này. Tung hô. Đây, nên làm cái thông.
Cây này làm theo đơn đặt hàng hay sao anh, hay là làm sẵn để bán? À, cây này là bao nhiêu tiền? Nó tính làm sao? À, anh không biết giá đúng không? Không, em hỏi chơi thôi chứ không có mua. À, thế đây làm quá trời cây thông đẹp luôn nè. Như nguyên đoạn đường nãy giờ mới thấy anh làm đây. Cái gì anh? Cái này bao nhiêu một cây anh? Cái nào? Cái này nè. Cái trái nhiêu vậy? Cái cây không á. Cái không có cây không này giống gì vậy? Ừ. Con lấy mấy mét? Cỡ như vậy luôn. Cỡ này phải không? Cỡ này 2.8. Nó cưỡi nè. Cưỡi nè. Giống nhau không? À, có vài trăm ngàn thôi. Cây có trái như kia. Còn cái này bao nhiêu? Cái này mét 8, cái này mét 4. Cái này thì bao nhiêu anh? Cái này em tính 720. 420 hả? 720. Cây kia đẹp hơn, cây kia trăm mấy. Cây này chắc còn bự hơn nữa đúng không? À, trái có lá, ba lá. À, có trái nữa nè. Cây này công phu hơn. Rồi. Đó, ta nhìn đây đó là chợ Kim Biên nè. Đó, nhìn qua đây là đường Hải Thượng Lãn Ông, nhìn xéo bên kia đó là bến xe Chợ Lớn. Chợ Lớn thì rất là nhộn nhịp và tấp nập. Những cái ngày cuối năm như thế này hàng hóa rất là nhiều. Các anh chị và các bạn có nhu cầu mua sắm trang trí thì mình ra con đường Hải Thượng Lãn Ông này ha. Và hôm nay một cái video clip nói về con đường Hải Thượng Lãn Ông vào những cái mùa Noel. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh ở Chợ Lớn cập nhật với bà con để mình có dịp nhìn về một ngôi chợ mà ngày xưa nếu mà cô chú anh chị đã từng đi chợ hoặc là mình đã có từng thời gian gắn bó thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn về. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.